Vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn cùng toàn thể các bác. Hôm nay thì Thắng Hoàng cùng với mọi người sẽ chia sẻ một cái vấn đề, một cái lỗi mà rất rất hay gặp, một cái ảnh hưởng lớn nhất đối với dàn âm thanh của mình. Đấy là khi tắt bật thiết bị âm thanh, nó sẽ có những cái tình trạng nổ bộp ở trên loa. Đấy, và cái tiếng nổ bộp này nó có ảnh hưởng lớn hay không đối với dàn thiết bị âm thanh của mình, thì xin mời các bác hãy cùng Thắng Hoàng chúng ta cùng tìm hiểu và cùng đưa ra vấn đề để mình xử lý các bác nhé. Thì ở đây Thắng Hoàng có những thiết bị bao gồm mic, chia nguồn, vang và cục đẩy. Cục đẩy này nó cũng có thể là tương tự thay thế với các bác khi đang dùng amply nhé. Cục đẩy với amply nó như nhau. Đấy, thì cục đẩy là cái sau cùng nhất để đưa ra loa và cái gây ra tiếng động cũng là từ con đẩy. Thì đâu là nguyên nhân và đâu là giải pháp hợp lý nhất thì xin mời các bác. Hôm nay thì Thắng Hoàng cũng sẽ chia sẻ luôn cho các bác là cái cách mình sử dụng chia nguồn, mình cắm những thiết bị nào ở vị trí nào hợp lý nhất. Thì đây các bác có thấy không, em có một con chia nguồn này là chia nguồn 8 cổng này. Thì cái chia nguồn này thì nó tốt, nó có tác dụng hạn chế được rất là nhiều những cái điều rủi ro nổ bụp ở đấy, ở trên thiết bị loa của mình, hơn là những cái ổ cắm rất là nhiều, tại vì nó có tính năng tắt bật lần lượt, chứ nó không giống như cái ổ điện là các bác tắt cái là nó bụp hết cả luôn nhá. Khi mà âm thanh đang lớn, các bác rút ổ điện hoặc tắt công tắc ở cái ổ cắm nguồn của mình là nó sẽ xảy ra tình trạng nổ ngay. Cái này thì nó sẽ tắt lần lượt cho các bác. Thì để đấu nối cho những thiết bị mình nó thực sự hiệu quả an toàn nhất, thì bây giờ thì có người thì họ sử dụng là thêm cả nâng tiếng hoặc là thêm cả equalizer, nó rất rườm rà. Thì Thắng Hoàng cũng sẽ chia sẻ mọi người để mọi người đấu nối luôn nha. Đầu tiên thì để khởi động nguồn ở vị trí số 1 thì chúng ta có thể cắm là chiếc mic. Vị trí thứ hai các bác có thể cắm equalizer hoặc vang số. Vị trí thứ ba các bác có thể cắm vang số hoặc equalizer. Đấy, vị trí thứ tư thì các bác có thể là sử dụng, nếu như các bác sử dụng nâng tiếng thì các bác có thể cắm nâng tiếng ở vị trí thứ tư. Và sau cùng nữa, vị trí cuối cùng đó là vị trí số 5. Vị trí số 5 thì các bác có thể là cắm công suất. Thì khi mà mình khởi động nguồn lên ở cái chia nguồn này, nó sẽ khởi động từ mic đến nâng tiếng hoặc là đến vang đến equalizer. Thì tất cả những thiết bị trên đây nó đã hoạt động ok rồi, thì sau đó là cái công tắc cuối cùng này nó sẽ bật lên là công tắc đẩy. Thì cái tình trạng mà nó hay rối loạn ở trên cái phần tín hiệu đầu vào này, khi mà nó hoạt động trơn tru rồi thì nó không còn cái tình trạng đấy nữa, nó sẽ không còn cái tình trạng xung điện ra loa hay xung tín hiệu ra loa ra đẩy, nó sẽ không truyền dẫn ra loa các bác nhá. Thì cái tình trạng đó cũng là một cái khắc phục để cho các bác ghép nối nó hợp lý. Và khi mà mình tắt thiết bị chia nguồn thì nó sẽ tắt con đẩy này đầu tiên. Đấy, nếu như các bác tắt cái vị trí mic và cái vị trí tất cả các vị trí thiết bị khác thì nó cũng sẽ có những cái xung, nó sẽ tạo những cái xung sóng ra cục đẩy này, và cục đẩy này nó sẽ truyền dẫn trực tiếp ra loa luôn, nó cũng sẽ gây ra tiếng động rất khó chịu. Đấy, cho nên là mình vị trí cuối cùng đầu tiên khi mà mình khởi động nguồn lên là vị trí con đẩy sẽ là vị trí khởi động cuối cùng. Và khi mà mình tắt đi thì vị trí con đẩy sẽ là vị trí tắt đi đầu tiên. Đấy, đấy là một cái cách cắm điện và cái cách cắm điện và kết nối những thiết bị của mình. Đấy là logic đầu tiên. Và cái quan trọng nhất ở đây, ta chỉ cần cái con đẩy này hoặc con amply này, nó sẽ là những cái thiết bị mà gây ra tiếng động ra loa trực tiếp nhất. Thì bây giờ ta sẽ có những cái nguyên nhân nó là như thế này. Đây, thưa các bác, thì ở đây em sẽ có một thiết bị như là cục đẩy đây, thì em sẽ cho các bác xem. Ở vị trí này là cái công tắc. Đấy, công tắc tắt bật. Những cái tình trạng này thì nó cũng sẽ xảy ra thường xuyên ở trên những con đẩy bãi. Thì đôi khi hàng mới nó cũng vẫn có tình trạng xảy ra. Thì những cái công tắc con đẩy này thông thường là không phải ai cũng có những cái chiếc chia nguồn, cho nên họ sẽ sử dụng cái công tắc này rất thường xuyên. Và những cái chỗ này là những cái chỗ tiếp điện, nguồn điện đột ngột 220 sẽ đi vào trong thiết bị cục đẩy của mình. Đấy, cho nên những cái chỗ này là những cái chỗ mô ve hay đánh điện nhất. Những chỗ tiếp điện mạnh nó hay đánh điện, nó sinh ra muội, ra bẩn và ra những cái gồ ghề trong hai lớp tiếp với nhau. Đấy, nó sẽ tiếp xúc nó kém, nó sẽ xảy ra cái tình trạng bộp ở trên loa. Thì mình có thể là tháo công tắc ra, cậy ra, lau chùi vệ sinh thật sạch sẽ,
hoặc nếu như mà công tắc nó bị cháy xém quá nhiều, những cái chỗ tiếp điểm tiếp điện đấy, truyền dẫn điện đấy, thì mình có thể là mua công tắc tương đồng mình thay thế. Đấy, và các bác có thấy những cái đuôi của công tắc này nó sẽ luôn luôn có con tụ 102m hoặc con tụ 103, nó để nó dập mát cho cái dòng điện sốc này. Đấy, nó sẽ không còn cái tình trạng xung ra loa. Thì nếu như xử lý, nếu như cái công tắc mình xử lý xong rồi mà nó vẫn tình trạng đấy, mình có thể đấu thêm, mua thêm một con tụ hoặc là 2 đến 3 con tụ như thế này. Nó cũng rất là dễ mua ở những các cái tiệm, có thể là tụ to, tụ bé. Đây các bác có thể nhìn xem, nó có thể là có những dạng tụ to, tụ bé đây. 2kV 103mm. Đấy, có thể là tụ lớn, tụ bé không quan trọng. Mình đấu vào đây thì nó sẽ tạo cái hiệu ứng là sẽ giảm được cái tiếng bộp ra loa rất là nhiều. Đấy, công tắc các bác nhá, nhớ là công tắc, và có thể là đấu thêm tụ. Đấy, còn một phần đấy là những cái phần khắc phục dễ dàng tại nhà các bác nhá. Thì những cái con tụ này mình mua ở ngoài tiệm thì chân nó sẽ dài, mình nếu như không có mỏ hạt mình có thể xoắn nó lại và kiểm tra nó đã tiếp xúc tốt hay chưa. Đấy, và khi mà các bác tắt bật nên lưu ý bớt chút thời gian, một chút thời gian bé nhỏ của mình thôi, để bảo vệ những đuôi loa của mình, là các bác hãy sử dụng ngón tay của mình để quay hết cái volume này về không. Các bác tắt bật sẽ không bao giờ còn tiếng bụp ra loa. Nếu các bác đã quay về vị trí không mà tiếng nổ vẫn ra loa thì chắc chắn rằng đấy, thiết bị của mình cái công suất nó đang có vấn đề. Thì cái công suất nó có vấn đề là như thế nào? Thông thường ở những cái cục đẩy thì nó sẽ có điện, nguồn điện lưới đi vào. Nguồn điện lưới người ta gọi là điện AC, là điện xoay chiều. Khi mà điện xoay chiều có thể là chạy qua hệ thống nguồn xung, có thể chạy qua biến áp ra tụ nắn, ra diode nắn, nó sẽ thành điện DC, là điện một chiều. Bo công suất một nửa phần công suất sẽ hoạt động ở dòng điện khuếch đại, ở dòng điện một chiều. Và dòng điện một chiều này khi mà nó ra hệ thống xử lý khuếch đại âm thanh tầng thứ hai, nó sẽ lọc, nó sẽ xử lý cái dòng điện một chiều này sạch thành xoay chiều, thành dòng điện xoay chiều, dòng điện AC. Và dòng điện này được chạy qua dơ le bảo vệ. Đôi khi cái hệ thống xử lý hoạt động bước sau của con đẩy nó hoạt động đang có lỗi không tốt, nó vẫn có thể là dò một chút xíu điện một chiều ra loa, dò một chút xíu điện một chiều ra loa. Và cái dòng điện một chiều này là dòng điện gây cháy loa. Đấy, nó xử lý không sạch được cái dòng điện một chiều đấy thì nó vẫn đang còn dò điện. Nó có thể là 0, mấy vôn, có thể là 1 vôn, 2 vôn. Càng vôn cao thì tiếng nổ càng lớn và càng dễ cháy loa. Đấy, thì nếu như các bác đã vặn volume về rồi mà âm thanh tiếng nổ vẫn ra loa thì các bác hãy liên nghĩ đến là cái công suất của mình đang có vấn đề các bác nhé. Cái vấn đề ở công suất này thì chắc chắn rằng các bác sẽ không xử lý được ở tại nhà, mà mình phải đem ra thợ để họ kiểm tra, họ xử lý hết cái dòng điện một chiều dò đấy ra. Đấy, thì khi mà thợ sửa thì người ta sẽ kiểm tra bằng, người ta đấu đồng hồ, người ta ghim đồng hồ vào đây thì người ta kiểm tra DC và người ta sẽ vặn về cái mức điện áp DC, có thể là 0, mấy vôn, 1 vôn, hoặc có thể là người ta để nấc 10 vôn để người ta kiểm tra độ dò lớn bé của con đấy này, người ta sẽ xử lý cho các bác. Còn những cái vấn đề nêu trên và cách khắc phục, đầu tiên là kết nối. Đấy, thứ hai là mình nên giảm nhỏ volume. Thứ ba, mình phải vệ sinh công tắc. Và thứ tư, có thể là mình đấu thêm tụ dập mát ở đầu công tắc, tụ tiếp điểm giữa hai điểm công tắc truyền dẫn. Đấy, nếu không được thì thiết bị của các bác đang có một chút lỗi nhỏ về cái vấn đề dò điện, nó vẫn hoạt động bình thường, khi mà nó nổ lên một tiếng kêu thế thôi,
nhưng mà nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng mà nếu như dò điện DC rồi thì các bác vặn càng lớn volume thì điện DC nó sẽ dò ra loa càng nhiều, nó hoạt động song song cùng với cái dòng điện DC nó dò ra càng nhiều, nó hoạt động song song cùng với cái dòng điện AC của mình thì các bác sẽ không cảm nhận được và nó sẽ cháy loa rất là nhanh chóng thôi các bác nhá. Đấy, mọi thắc mắc và mọi hướng dẫn có thể trong video Thắng Hoàng nói cũng chưa hết được, thì các bác có thể là liên hệ cho Thắng Hoàng để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn tối ưu nhất, hiệu quả nhất và tốt nhất cho các bác, để các bác có những cái dàn âm thanh không những hay mà bền và an toàn nữa các bác nhé. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người. Nếu mọi người xem video cảm thấy yêu mến, hay có những chia sẻ bổ ích, mọi người hãy đăng ký và nhấn nút like để ủng hộ cho Thắng Hoàng nha. Xin chào tất cả các bác.